lực lượng Kiev rơi vào bẫy của Nga ở Donetsk. Nga giành ưu thế trong xung đột, Tổng thống Ukraine đổ lỗi cho EU. Nga phá hủy sở chỉ huy miền Bắc Ukraine. Iran bác tin bị tập kích tên lửa. Ông Trump đổi giọng, thừa nhận sự tồn vong của Ukraine quan trọng với Mỹ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một số thành phố ở miền đông Ukraine đang có nguy cơ sụp đổ. Lực lượng vũ trang Nga dự kiến sẽ mở rộng không gian hoạt động vô cùng thuận lợi và chỉ con sông Donetsk rộng lớn mới có thể ngăn chặn quân Nga. Tuy nhiên, phòng tuyến sẽ không giữ được lâu. Theo kênh Military Summary, đó là một cái bẫy mang tên Donetsk. Những trận chiến đẫm máu đang hoành hành khắp thành phố, nơi Ukraine đang thua. Thực tế cho thấy, trừ mặt trận Đông Bắc với trọng điểm Kharkov tương đối yên ắng, trên tất cả các khu vực còn lại, lực lượng Moscow đều phát động tấn công với cường độ vừa phải, tiến chậm nhưng chắc. Điều này buộc lực lượng Kiev vốn đã sứt mẻ đáng kể sau cuộc phản công hè thu năm ngoái, phải căng mình chống đỡ, vá được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Kênh Dridoka đưa tin, cuộc đột kích của quân đội Nga tại Ocheretino ở phía bắc Avdiivka đã phá hủy chiến thuật phòng thủ của Ukraine. Theo đó, lực lượng Moscow đang tấn công hiệu quả vào các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương ở Ocheretino và Novokalinovo. Sau khi vượt qua Ocheretino từ phía nam, quân Nga đã cải thiện đáng kể vị trí của mình. Giờ đây các trận chiến đang diễn ra ngay tại các khu vực đông dân cư. Sự đột phá của quân đội Nga tại khu vực này buộc Bộ Chỉ huy Ukraine phải phân bổ lại quân dự bị, tung nhân lực vào các cuộc phản công vô nghĩa, đồng thời chịu tổn thất nặng nề. Cuộc tấn công đang phát triển nhanh chóng của Nga ở Ocheretino cùng với các hành động tích cực của họ ở khu vực Chasovia đang phá hủy chiến thuật phòng thủ của Ukraine trên toàn hướng Avdiivka. Sự di chuyển đồng thời của Nga trên tất cả các khu vực của mặt trận buộc các binh sĩ Ukraine phải thực hiện một cuộc luân chuyển hỗn loạn, thiết lập cho các khu vực kiên cố mới khi đang di chuyển, đồng thời làm mất đi nguồn lực và hiệu quả chiến đấu của nhân sự một cách vô nghĩa. Kênh Surya Maps cho biết, ở Tây Bắc Avdiivka, trên bản đồ đã được chỉnh sửa cho thấy, quân đội Ukraine vẫn hiện diện tại nghĩa trang Berdychi. Mặt khác, lực lượng Moscow đạt được những tiến bộ mới ở Novokalinovo khi đối phương tiếp tục rút quân từ các chiến hào khác về phía Bắc. Hơn nữa, các cuộc đụng độ giữa hai bên đang diễn ra tại trạm biến áp xe lửa 110 kV ở Ocheretino, hiện được coi là nằm trong vùng xám. Trong khi đó, kênh Military Summary đưa tin, quân Nga tiến vào Novokalinovo ở phía bắc Avdiivka, giành quyền kiểm soát các hướng tiếp cận phía nam tới ngôi làng và trang trại. Theo kênh Surya Maps, tại tây bắc thành phố Donetsk, sau 3 ngày chiến đấu, quân đội Nga đã tiến vào được những ngôi nhà đầu tiên của làng Netalove. Kênh Driba cho biết, trên hướng Avdiivka, quân Nga xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở độ sâu 2,5 km, chiếm hoàn toàn lãnh thổ của khu nông trại Zarya. Các trận chiến đang diễn ra trong khu vực trạm biến áp Ocheretino, Vuzlova, dọc theo phố Zalinichia. Theo hãng tin RT, phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo và thành viên cấp cao của Liên minh châu Âu-EU vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đổ lỗi. Phương Tây không cung cấp đủ vũ khí và tài chính là lý do duy nhất khiến Ukraine thất bại, giúp Nga giành ưu thế trên tiền tuyến. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Kiev cần có thêm sự hỗ trợ tài chính và vật chất của phương Tây để tiếp tục đối phó với Nga. Quân đội Nga đang cảm nhận được sức mạnh trong hầu hết mọi thứ liên quan đến thành phần vũ trang. Nhờ sức mạnh về pháo binh, thiết bị và khả năng hoạt động trên bầu trời, Nga đang gây áp lực lên chúng tôi trên mặt trận và đang dần tiến lên phía trước. Dù gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, nhưng Tổng thống Zelensky cũng phàn nàn về nhiều lời hứa chưa được thực hiện. Thật không may chúng tôi chưa thấy 1 triệu quả đạn pháo từ EU, vấn đề vốn được thảo luận rất nhiều. Ngoài ra, một số sáng kiến khác vẫn chưa được triển khai đầy đủ, và điều này đã phản ánh những gì binh lính Ukraine có thể sử dụng ở tiền tuyến. Cũng theo ông Zelensky, Nga tin sẽ giành chiến thắng, mà nguyên nhân gốc rễ duy nhất của hy vọng này là tình trạng thiếu vũ khí của Ukraine. Ngoài các hệ thống tấn công, Kiev còn mong muốn phương Tây hỗ trợ thêm hệ thống phòng không để bảo vệ các cơ sở công nghiệp, cũng như đầu tư tài chính và công nghệ để khởi động sản xuất vũ khí trong nước. Tổng thống Zelensky cho hay Ukraine cần năng lượng tinh thần dưới hình thức được nhanh chóng gia nhập EU. Trong diễn biến đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh tác chiến miền Bắc của các lực lượng vũ trang Ukraine. Sputnik trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, binh lính Nga cũng phá hủy 2 bệ phóng có đèn radar và bộ phận dẫn đường của hệ thống tên lửa phòng không S-300.
kho đạn của lực lượng tác chiến Ukraine ở Donetsk, cũng như các kho vũ khí và nhiên liệu của Lữ đoàn Bảo vệ lãnh thổ số 101 của Kiev. Quân Nga cũng khẳng định đã gây thiệt hại cho binh lính và thiết bị quân sự của đối phương ở 126 khu vực, trong đó họ đã khiến Kiev mất tới 590 binh sĩ ở vùng miền đông Donetsk. Trong ngày qua, các lực lượng Moscow cũng đẩy lui 7 cuộc phản công của Ukraine ở vùng lân cận Avdiivka, 2 cuộc phản công theo hướng Kupiansk, 1 cuộc phản công ở khu vực Donetsk và 1 cuộc phản công khác ở vùng Kherson. Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía Nga công bố. Quân đội Ukraine ngày 19 tháng 4 cho biết, lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ, các đơn vị tên lửa phòng không của không quân phối hợp với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã tiêu diệt một máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3. Trong một diễn biến liên quan, tờ The Moscow Times cùng ngày dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng một chiếc máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 đã bị rơi ở khu vực Stavropol sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Về phần mình, thống đốc Stavropol Vladimir Vladimirov cho biết trên Telegram rằng một chiếc máy bay đã bị rơi trên cánh đồng thuộc địa phận quận Krasnovodesky và các phi công đã kịp nhảy dù. Ông Vladimirov không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác, nhưng đăng một bức ảnh về chiếc máy bay bị rơi. Sau đó, thống đốc Stavropol cho biết thêm rằng hai phi công đã được tìm thấy, họ còn sống và đã được đưa đến bệnh viện. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, trong tuyên bố ngắn được các nguồn tin khu vực trích dẫn, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran khẳng định không xảy ra bất kỳ cuộc tập kích tên lửa nào từ bên ngoài vào nước này trong sáng sớm ngày 19 tháng 4. Nhiều nguồn tin Iran nói rằng những tiếng nổ lớn trên bầu trời thành phố Isfahan hồi sáng sớm ngày 19 tháng 4 là của tên lửa phòng không Iran khi thực hiện đánh chặn một số vật thể bay tình nghi. Trong đó, một số nguồn tin chỉ rõ các vật thể bay bị đánh chặn là 3 máy bay không người lái, dường như là của Israel. Cũng theo các nguồn tin này, vụ việc không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào và tình hình tại Isfahan đã trở lại yên tĩnh hoàn toàn. Lệnh cấm bay với 2 sân bay chính ở thủ đô Tehran cũng đã được dỡ bỏ. Trước đó, truyền thông phương Tây cho biết Israel đã phát động cuộc tấn công vào căn cứ không quân Iran ở Isfahan nhằm đáp trả cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel đêm ngày 13 tháng 4. Tờ Washington Post của Mỹ dẫn lời một quan chức Iran nói rằng cuộc tấn công nhằm truyền tải thông điệp rằng Israel có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Iran. Chính phủ, quân đội cũng như truyền thông Israel chưa xác nhận một cách chính thức việc nước này thực hiện cuộc tấn công vào Iran sáng ngày 19 tháng 4. Lo ngại về căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao Australia hôm 19 tháng 4 khuyến cáo công dân nước này lập tức rời khỏi Israel và các vùng lãnh thổ Palestine nếu thấy đủ an toàn. Cùng lúc, hãng hàng không giá rẻ Fly Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay đến Iran trong cùng ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant và thảo luận về viện trợ cho giải Gaza, cũng như tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Austin đã trao đổi về tầm quan trọng của việc tăng cường và duy trì dòng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza, bao gồm thông qua tuyến đường mới từ cảng Ashdod ở Israel. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi quốc tế hối thúc Israel hành động nhiều hơn nữa để giúp đỡ thường dân ở Gaza, nơi gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân bị di rời và nạn đói đang diễn ra trên diện rộng. Trước đó, quân đội Israel cho biết ngày 17 tháng 4, các xe tải thực phẩm từ cảng Ashdod đã lần đầu tiến vào giải Gaza bị phong tỏa kể từ khi Tel Aviv chấp thuận mở cảng để hỗ trợ việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo. Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Gallant cũng đã thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông sau khi Iran tấn công trả đũa vụ không kích vào tòa lãnh sự trong khuôn viên đại sứ quán Iran ở Syria. Cảnh sát Pakistan cho biết, sáng ngày 19 tháng 4, lực lượng an ninh tại thành phố Karachi, miền nam nước này, đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố sau khi các đối tượng tấn công một đoàn xe chở người nước ngoài. Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra khi một đối tượng định đánh bom liều chết trong khi hai tay súng tấn công đoàn xe chở 5 công dân Nhật Bản tại khu vực Mansera ở thị trấn Landi thuộc vùng Karachi. Cảnh sát đã nổ súng ngăn chặn kịp thời vụ tấn công. Vụ việc đã khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên an ninh. Các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa 5 người Nhật Bản đến địa điểm an toàn. Biệt đội rà phá bom mìn đã phát hiện vũ khí và lựu đạn trong người các phần tử khủng bố. Vụ tấn công này không gây thiệt hại đáng kể do bom chưa được kích hoạt. Theo giới chức Pakistan, có đối tượng đã bỏ chạy khi cảnh sát nổ súng và lực lượng an ninh đang truy tìm người này. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ tấn công. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chỉ vài ngày trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung dành cho Ukraine, cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ thừa nhận
sự tồn tại của Ukraine quan trọng đối với Washington. Bình luận trên mạng xã hội, ông Trump cho biết, mọi người đều có quan điểm rằng sức mạnh và sự tồn vong của Ukraine quan trọng với châu Âu nhiều hơn, nhưng nó cũng quan trọng với Mỹ. Đây dường như là một trong những thừa nhận đầu tiên của cựu chủ nhân Nhà Trắng, rằng sự tồn vong của Ukraine có tầm quan trọng đối với những lợi ích an ninh của Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN năm ngoái, ông từ chối câu trả lời, câu hỏi liệu ông có mong muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Bình luận mới nhất của ông Trump đưa ra chỉ vài ngày trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về các gói viện trợ nước ngoài, trong đó có 61 tỷ đô la dành cho Ukraine. Ông Trump không công khai ủng hộ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nhưng ông ủng hộ cách tiếp cận của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đối với việc điều phối các cuộc thảo luận và bỏ phiếu về viện trợ Ukraine. Ông Johnson cho biết, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về các dự luật viện trợ nước ngoài vào ngày 20 tháng 4, trong đó có gói viện trợ cho Israel và Ukraine. Theo đó, dự luật đề xuất phương án hỗ trợ Ukraine dưới dạng cho vay. Đây cũng là ý tưởng mà ông Trump đã đề cập trước đó. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ đạo luật viện trợ của Ukraine nếu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật này ra biểu quyết hay không, ông Trump cho biết, hiện tại chúng tôi đang xem xét để biến nó thành một khoản cho vay thay vì một món quà. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh các đồng minh châu Âu cần hỗ trợ Ukraine tương xứng với mức hỗ trợ của Mỹ. Châu Âu phải bước lên và họ phải cân bằng mọi thứ, nếu không tôi rất khó chịu, vì thực tế họ bị ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine nhiều hơn chúng tôi. 15 thành viên của gia tộc chính trị Kennedy đã xuất hiện tại buổi vận động tranh cử ngày 18 tháng 4 tại Philadelphia để bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Ông Biden cho rằng đây là niềm vinh dự lớn khi nhận được sự ủng hộ từ gia tộc Kennedy. Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời tuyên bố đây là một trong những sự ủng hộ ý nghĩa nhất đối với ông. Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden khẳng định tầm nhìn của ông và gia đình Kennedy trái ngược với thái độ giận dữ và bạo lực của đối thủ Donald Trump. Tôi có một cái nhìn rất khác về nước Mỹ, một niềm hy vọng và sự lạc quan, như tôi hy vọng tất cả các bạn cũng vậy. Một sự lạc quan mà Bobby Kennedy thể hiện. Cả ông Biden và gia đình Kennedy đều không trực tiếp đề cập đến chiến dịch tranh cử độc lập của ông Robert Frank Kennedy Jr. Tuy nhiên, bà Kerry Kennedy tuyên bố, sẽ chỉ có hai ứng cử viên có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Bà Kerry Kennedy từng ca ngợi Tổng thống Biden là người hùng của tôi khi tôn vinh những thành tựu của ông. Bà Kerry nói rằng những gì ông Biden đã làm có thể làm hài lòng cố Tổng thống John Frank Kennedy và Thượng nghị sĩ Robert Frank Kennedy quá cố. Hệ thống y tế Hàn Quốc đang chịu sức ép lớn trước tình trạng bế tắc giữa chính phủ và các bác sĩ vì kế hoạch của chính phủ nhằm nâng chỉ tiêu tuyển sinh từ 2.000 lên 3.000 từ năm 2025. Ngày 18 tháng 4, một số hiệu trưởng trường y gợi ý giảm một nửa số chỉ tiêu định tăng thêm và cho phép các trường đại học linh hoạt quyết định hạn mức có thể là cách đạt được thỏa hiệp. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Thủ tướng Han Duk-soo sẽ triệu tập một cuộc họp liên ngành và có thể chấp nhận đề xuất đó trước khi công bố quyết định vào chiều ngày 19 tháng 4. Văn phòng của ông Han chưa phản hồi đề nghị bình luận. Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng không bình luận. Tổng thống Yoon đưa vấn đề tuyển thêm bác sĩ trở thành một nhiệm vụ trong kế hoạch cải tổ hệ thống y tế của ông. Căng thẳng vì kế hoạch này trở thành vấn đề chính trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp tuần trước, trong đó đảng cầm quyền của ông Yoon đánh mất quyền kiểm soát đa số trong quốc hội, dù đã nỗ lực thể hiện quan điểm linh hoạt. Quy mô cuộc tấn công của Iran đã làm lộ ra phần lớn các công nghệ chống tên lửa tiên tiến của Israel, cũng như các hệ thống của Mỹ trong khu vực. Iran hiện giờ đã có bản đồ đầy đủ về hệ thống phòng thủ của Israel. Sau cuộc tấn công chưa từng thấy của Iran vào Israel hôm 13 tháng 4, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho hay, nước này đã đánh chặn được 99% số vật thể bao gồm UAV, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của đối phương. Con số này sẽ khiến nhiều người cho rằng cuộc tấn công của Iran đã thất bại. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã nhận định ngược lại. Iran đã tuyên bố ý định trước một tuần và nói rằng cuộc tấn công sẽ trong tầm kiểm soát và được tiến hành theo cách tránh leo thang. Đây không phải là một thất bại của Iran, mà là một hành động đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Jim Kavanaugh, một nhà báo độc lập nêu quan điểm với Sputnik. Đó là một cuộc chơi mới vì những gì Iran đã chứng minh là người Israel được Mỹ bảo vệ. Mỹ, Anh, Pháp và Jordan tất cả đều hành động để phòng thủ và bắn hạ tên lửa của Iran. Họ đã được thông báo trước 72 giờ. Iran đã kiềm chế khi họ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự cụ thể mà không nhắm vào bất cứ mục tiêu dân sự hay mục tiêu đô thị nào. Ông Kavanaugh nhấn mạnh. Theo ông, những gì Iran đã chứng minh là họ sẽ hành động chống lại Israel. Họ có thể làm điều đó một cách hiệu quả và thông minh.
Israel là lãnh thổ được bảo vệ tốt nhất thế giới, có radar tốt nhất, hệ thống phòng không tốt nhất. Iran đã sử dụng 7 tên lửa để nhắm vào mục tiêu và 5 tên lửa đã bắn trúng. Như vậy, 5 hoặc 7 tên lửa đã đánh trúng vùng lãnh thổ được phòng thủ tốt nhất và phòng không tốt nhất thế giới. Điều mà Iran đã chứng minh là Israel không an toàn. Ông Kavanaugh nhấn mạnh thêm. Chuyên gia Galen Nissen cho rằng, cuộc tấn công gần đây của Iran cho thấy quân đội Israel phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây nhiều như thế nào. Có lạ lùng không khi Mỹ và Anh, Pháp cùng tham gia vào một cuộc tấn công, một hành động quân sự chung với Israel. Nhưng nếu họ không nhận được thông báo trước 72 giờ, nếu một cuộc tấn công thực sự xảy ra, Mỹ, Anh và Pháp sẽ không có thời gian hành động. Nếu nổ ra chiến tranh tổng lực, Israel sẽ không có thời gian, họ sẽ bị tổn thất rất nặng nề. Chuyên gia nêu quan điểm. Israel biết tất cả những điều này. Họ biết họ yếu thế nào. Israel có một con át chủ bài mà họ sẽ sử dụng nếu xảy ra một cuộc chiến tranh với Iran. Đó là vũ khí hạt nhân. Đó là mục đích họ sử dụng chúng và đó là mục đích họ sẽ sử dụng để khôi phục lại sự răn đe trên thế giới, ít nhất là đối với các đối thủ của họ trong khu vực. Ông nói thêm. Giáo sư Mohammad Maradi của Đại học Tehran cho rằng, Iran đã chi vài triệu đô la Mỹ để buộc Israel phải chi tới 1,3 tỷ đô la Mỹ để đánh chặn. Bản thân điều này đã là một thành tựu lớn của Iran. Trước đó thì chuẩn tướng Israel Ray Aminuat cho hay, các tên lửa đánh chặn, nhiên liệu máy bay và các vật liệu khác được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Iran có chi phí khoảng 4 đến 5 tỷ shekel, tương đương với 1,06 đến 1,33 tỷ đô la Mỹ. Ước tính này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp của Israel, không tính số lượng vũ khí đáng kể được Mỹ và các đồng minh khác sử dụng để giúp chống lại cuộc tấn công. Chuẩn tướng Aminuat thừa nhận rằng cuộc tấn công của Iran tốn ít chi phí hơn nhiều so với việc Israel tự vệ. Tehran tốn chưa đến 10% số tiền mà Israel phải chi ra để đối phó. Trong một năm, hai năm hoặc năm năm, Iran có thể thực hiện được 50 cuộc tấn công như vậy. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết, nhằm sẵn sàng cho kịch bản bị Israel tấn công trả đũa cuộc tập kích, đêm 13 tháng 4 vừa qua, quân đội Iran đã triển khai nhiều biện pháp phòng bị tăng cường trên nhiều mặt trận. Về phần mình thì Thủ tướng Israel khẳng định, nước này sẽ đưa ra quyết định hành động của riêng mình, không phụ thuộc vào ý muốn của đồng minh. Theo các nguồn tin Ả Rập, nhiều quan chức Iran và Syria hôm 17 tháng 4 xác nhận, Iran đã bắt đầu rút các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi các căn cứ ở Syria. Theo đó, thì lực lượng này chỉ còn bố trí một lực lượng tương đối nhỏ binh sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ và kho vũ khí tại Syria. Các nguồn tin không cho biết số lượng sĩ quan cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã rút khỏi Syria, song khẳng định biện pháp này nhằm đối phó với khả năng Israel mở các cuộc tấn công vào mục tiêu Iran tại Syria, nhằm đáp trả cuộc tập kích quy mô lớn của Iran vào Israel đêm 13 tháng 4 vừa qua. Còn tại Iran thì lực lượng hải quân đã quyết định cử tàu chiến hộ tống các tàu thương mại di chuyển trên biển Đỏ như một biện pháp phòng ngừa khả năng bị Israel và đồng minh tấn công trả đũa. Trong khi đó, hãng thông tin Tasnim của Iran dẫn lời thiếu tướng Abdulrahim Mousavi, tư lệnh quân đội Iran khẳng định những ngày này thì các lực lượng vũ trang Iran được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ tại tất cả các cứ điểm nhằm sẵn sàng đáp trả mọi hành vi thù địch. Về phần mình, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố nước này sẽ đưa ra quyết định của riêng mình trong vấn đề an ninh. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ sau các cuộc tiếp Ngoại trưởng Anh và Đức đang thăm Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh nước này sẽ tự quyết định điều gì là cần thiết để bảo vệ chính mình, ngay cả khi quyết định đó trái ngược với các khuyến nghị của đồng minh. Theo truyền thông Israel, quyết định an ninh mà Thủ tướng Netanyahu đề cập trong tuyên bố chính là về biện pháp đáp trả của nước này với cuộc tập kích quy mô lớn của Iran vào Israel hồi cuối tuần trước. Trước đó, thì Thủ tướng Netanyahu và nhiều tướng lĩnh quân đội Israel khẳng định nước này sẽ giáng trả mạnh mẽ với cuộc tấn công của Iran. Những ngày qua, thì các đồng minh phương Tây liên tiếp khuyến cáo Israel không tấn công đáp trả Iran do lo ngại bùng phát xung đột toàn diện tại Trung Đông. Khảo sát vừa qua công bố tại Đại học Do Thái cho thấy đại đa số người dân Israel phản đối việc tấn công đáp trả Iran nếu động thái này có thể làm tổn hại quan hệ với các đồng minh.
Trong một diễn biến khác, hôm 17 tháng 4, các cuộc giao tranh qua biên giới gia tăng ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, gây tổn thất cho cả hai phía. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, 14 quân nhân cùng 4 dân thường đã bị thương vong trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ của Hezbollah vào một trung tâm dân cư gần thị trấn Arab al-Arasi, giáp biên giới với Liban. Trong số các quân nhân bị thương, có 5 trường hợp nguy kịch. Đây là một trong những cuộc tấn công gây tổn thất nghiêm trọng nhất của Hezbollah vào Israel năm 2024. Trước cuộc tập kích này, Hezbollah cũng bắn trả nhiều quả tên lửa vào căn cứ Birenit ở phía bắc Israel, nhưng không gây thương vong. Hezbollah tuyên bố, các cuộc tấn công hôm qua là nhằm đáp trả cuộc không kích một ngày trước đó của quân đội Israel vào miền nam Liban, khiến hai chỉ huy cấp cao nhóm này thiệt mạng. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công sang Israel. Cuộc oanh tạc mới nhất được tiến hành hồi tối qua với mục tiêu tấn công là một đơn vị phòng không của Hezbollah ở khu vực Baalbek nằm cách biên giới Israel khoảng 100 km. Đợt giao tranh qua biên giới kéo dài hơn 6 tháng qua giữa quân đội Israel và Hezbollah đã khiến khoảng 350 người thiệt mạng, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Nhiều nhà phân tích lo ngại lần đối đầu này có nguy cơ bùng phát thành cuộc xung đột toàn diện và đẫm máu, tương tự như cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006, khiến hàng nghìn người thương vong. Ở một bối cảnh khác, thì các ngoại trưởng G7 đang họp trên đảo nghỉ dưỡng Capri của Italia đã nhận được nhiều lời kêu gọi có các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran vì cuộc tấn công của nước này nhằm vào Israel và viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Với Italia là chủ tịch luân phiên, các nhà lãnh đạo G7 dự kiến đưa ra lời kêu gọi thống nhất để Israel kiềm chế sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran với hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình bắn về phía nhà nước Do Thái. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết, Italia ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới có mục tiêu chống lại Iran, đặc biệt là chống lại các nhà sản xuất máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công và các loại vũ khí mà lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Liban, Gaza và Houthi sử dụng. Mỹ, Anh và một số nước thuộc Liên minh châu Âu đã đề xuất mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện tại đối với Iran, bao gồm cả việc vận chuyển máy bay không người lái và tên lửa cho các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Trung Đông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế phát sóng trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!